Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hàng Việt Hùng. Sắp tới mình sẽ du học tại đất nước Mỹ. Trước đây mình đã từng học tại trường Đại học Gonzaga University. Và sắp tới mình sẽ transfer qua trường Suffolk University. Và mình rất vui được nhận được học bổng 20% tại trường Suffolk University. Ngành mình chuẩn bị theo học tại Suffolk University là ngành tài chính. Mình chọn ngành tài chính bởi vì nó sẽ giúp cho mình có được rất là nhiều cơ hội kiếm việc làm sau này. Mình chọn đất nước Mỹ là điểm đến để mình du học, tại vì văn hóa và con người ở Mỹ có rất là nhiều điều hay và mình có thể học tập được. Trong quá trình tìm hiểu xin visa và học bổng tại trường Suffolk University thì có rất nhiều khó khăn, bởi vì Mỹ là một đất nước rất là khó khăn về mặt pháp lý, cho nên là rất là nhiều thông tin mình cần phải biết được và chuẩn bị. Nhưng khi biết đến IDC thì tất cả những thắc mắc và lo của mình đã được giải đáp tại IDC khi mà mình được tư vấn bởi các anh chị có chuyên môn cao về lĩnh vực này. Khi biết đến IDC, điều là mình ấn tượng nhất là đội ngũ tư vấn, các anh chị tư vấn ở đây rất là chuyên môn, rất là tận tâm, rất là minh bạch trong tất cả những cái bước cần thiết để mình chuẩn bị hồ sơ và xin visa đi du học tại Mỹ. Trong quá trình xin visa và nộp hồ sơ xin học bổng thì IDC đã giúp mình rất nhiều qua việc chuẩn bị tất cả hồ sơ cần thiết và giao tiếp với lại bên trường để có thể xin được học bổng. Một số lời khuyên mà mình dành cho tất cả các bạn có dự định đi du học sắp tới là các bạn nên bắt đầu quá trình chuẩn bị hồ sơ từ sớm, bởi vì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ còn sinh ra những khó khăn, những bất lợi mà các bạn không biết trước được. Thứ hai là các bạn nên tìm hiểu về những trường đại học, chương trình học, địa điểm, thành phố và văn hóa ở những nơi đó, bởi vì những điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các bạn khi các bạn theo học tại những trường đó. Thứ ba là các bạn nên tìm đến những trung tâm uy tín có kinh nghiệm để tư vấn trong quá trình các bạn chuẩn bị hồ sơ. Như mình đã tìm đến IDC, một công ty tư vấn đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và tất cả những chị nhân viên ở tư vấn ở đây đều rất là tận tâm, tình và minh bạch trong tất cả những các bước chuẩn bị hồ sơ. Chúc các bạn thành công trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và theo đuổi ước mơ đi du học của mình.